khẳng định có kim cương, sổ đỏ đếm không hết. Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang kinh doanh những gì? Từ đêm qua đến sáng nay, dân tỉnh vẫn không thôi bàn tán về streamer nghìn tỷ Nguyễn Phương Hằng khi bà đã chính thức bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam. Là bà chủ của hàng loạt công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ, việc bà bị tạm giam chắc chắn sẽ khiến cho cơ nghiệp của hai vợ chồng bà ảnh hưởng nặng nề. Cơ nghiệp của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng gắn với công ty cổ phần Đại Nam, nơi bà Hằng là người giữ chức tổng giám đốc điều hành, còn ông Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong đó, xây dựng và kinh doanh cơ sở tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch là các mảng then chốt đem về tài sản lớn cho ông Dũng, bà Hằng. Đại Nam có kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng, có thể được coi là siêu dự án tâm linh kết hợp du lịch đầu tiên của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Về bất động sản, Đại Nam là chủ đầu tư của rất nhiều dự án lớn tại Bình Dương, sổ đỏ có thể tính được bằng cả cân. Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng ông bà Hằng còn liên quan tới loạt doanh nghiệp khác tại Bình Dương, và đáng chú ý, cặp doanh nhân này còn đánh dấu lấn sang lĩnh vực y tế bằng việc xây dựng công ty cổ phần Glow Đại Nam, công ty chuyên cung cấp găng tay Nitrite vào tháng 9 năm 2020 với số vốn đầu tư cho dự án này lên tới 1 tỷ USD. Việc kinh doanh đang lên hương thì bất ngờ biến cố xảy đến thế này. Vợ chồng ông bà Phương Hằng cùng loạt cơ nghiệp của mình sẽ xoay sở ra sao đây anh em nhỉ?